đang ăn cơm, cả nhà tức tốc bỏ chạy tránh lũ và cái kết. Chỉ vài phút, nước lũ ồ ạt tràn về, dâng cao và cuốn theo bàn ăn ra ngoài sân, thả trôi trên dòng nước lũ. Mới đây, một đoạn clip độc đáo ghi lại cảnh tượng đầy kịch tính đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Theo đó, một gia đình đang thưởng thức bữa cơm thì bất ngờ nhận được tin lũ đang kéo về nhanh chóng. Không kịp suy nghĩ nhiều, cả nhà lập tức hối hả di chuyển lên tầng cao để tránh lũ, bỏ lại bàn ăn đầy đủ món ngon ngay giữa nhà. Chỉ trong vài phút, nước lũ đã ập tới, dâng cao và tràn vào nhà với sức mạnh khủng khiếp. Chiếc bàn ăn vốn còn nguyên các món chưa kịp đụng đũa, bất ngờ bị nước lũ cuốn đi, thả trôi bồng bềnh giữa dòng nước. Từ trên cao, gia đình chứng kiến cảnh tượng bàn ăn trôi ra tới cổng, len lỏi qua dòng nước xoáy mà không khỏi tiếc nuối vì chưa kịp ăn miếng nào. Clip nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng ngàn bình luận. Dân tình vừa tiếc nuối cho bữa cơm bị bỏ dở, vừa không khỏi bật cười trước tình huống trớ trêu này. Dù hài hước, đoạn clip cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của sự cảnh giác trước thiên tai. Lũ lụt có thể đến rất nhanh và khó lường. Do đó, việc bảo vệ an toàn tính mạng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Ngay cả khi bữa ăn có bị dang dở, việc chạy lên tầng cao để tránh lũ đã chứng tỏ gia đình này có sự phản ứng nhanh nhạy, giữ được bình an giữa thiên tai. Những cơn mưa lớn khiến nhiều nơi bị chìm trong biển nước thật sự là điều không ai mong muốn. Vì thế, những clip ghi lại hình ảnh hiếm gặp như trên, phần nào giúp tâm trạng những người đang phải khắc phục hậu quả mưa lớn bớt căng thẳng phiền não, có thêm kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.